Dạ, ông nhỏ miền Tây mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình tiếp tục theo Bắc nữa cả nhà ơi. Con nào ăn con nấy, trừ ra con đĩa ăn không được, mình ăn Bắc thôi. Mà cả nhà cùng đi. Xuống dưới đây, xuống đây thì thấy là không có cua. Sáng nay cô chuẩn bị theo cái cù méo cả nhà. Nay mình bắt mớ cua. Hứng luôn em gái. Quá hay. Uống luôn. Biết rồi, mà bọn mình chạy thủ nó đi, còn lấy cùi méo không? Bọn mình không dám đào. Ê! Chơi nặng thẳng. Đó đó đó, cả 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 gà đó. Lỡ con rắn sao cậu? Lỡ cậu nó cắn rồi. Làm tới luôn. Móc nó ra luôn hả? Ừ, chừng nào mà nó chạy ra mình hả? Máy tính là con rắn hả con trộn? Tôi đâu tôi tính. Sáng nay mấy cậu cháu mình kiếm mớ cua hơi khó rồi cả nhà. Nãy giờ mình lội từ trong bờ ra tới đây cũng xa rồi. Hàng hết tay cầm luôn. Một hang gì dữ vậy ta? Gió ngược trời nó bay nóng còn cái nó gâm nữa hả? Cái bà con chưa lúc. Rồi. Dạ con làm láng hết rồi con. Cua ăn cua thất luôn rồi. Sáng trời nói trời đi bắt nó bởi vì trốn hết trơn. Ra cái lóc rồi.
Bữa nay đi qua đây lại thấy bà con trồng loại lạ nữa nè cả nhà, đó là dưa hấu nụ. Tôi không biết đâu, biết hồ lô nè, dưa hấu nụ với cái đề bên kia cậu, cái đề này cậu chỉ á. Ăn cái gùi không? Lúc còn không hang á. Hay quá cậu ơi. Về cái gô nữa. Chơi trắng gô đồng. Từ về cái gì vậy? Cái lóc, cái gô luôn chứ. Họ thấy mấy cái bãi cỏ này nè cả nhà. Chỗ này là nguyên cuộn dưa leo mới trồng nè cả nhà. Quá rộng luôn. Đúng ngay cái lỗ này làm cái một đủ ăn không trời. Nè tám còn cái lỗ kiếm con nào đấy kìa. Móc ở đâu dữ vậy? Đây nè, cái lỗ này không nè. Cái này nha, mình vô mình nướng mồi luôn. Đây. Còn không? Còn không? Được chơi. Qua bên kia kìa, qua bên kia có cái đường mương vô, nó cá lô kiếm cũng dữ lắm. Bây giờ chở nè. Nhiều đây cái đủ ăn luôn rồi. Nhiều đủ ăn. Bốn cái còn quá thì mình hấp xả không có. Nãy giờ không biết anh Nho đi đâu. Nãy anh đâu có lú đầu lên khẩu ở đâu đó, cái lùng dưới đây nè. Cái nào thứ này vô nướng mồi còn không quá thì xả nhà. Đây 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 túi ơi. Rồi đi chỗ bờ luôn cả nhà, băng ngang một cánh đồng. Nãy giờ đi theo cậu Tư với cha bắt cá, anh Nho đi trước. Hàng khủng. Đó, nó còn chạy con nữa rồi. Đó, đây con nó cầu quá tới rồi. Cái ơi, cái con kiến. Nó bự. Cậu ơi, đi nè, coi con này nè. Đây con bự nữa nè. Vô. Con bự nữa. Thấy con bự nè. Dạ. Còn không anh? Còn không anh? Chưa biết nữa. Qua đây, chưa để đi qua cậu Tư em ơi. Kìa. Ừ, tới công chuyện nè cả nhà. Sao nó bự dữ vậy ta? Kìa em ba sau lưng cậu á. Không biết sao không, cái này là cá với kinh nó lên á, nó lên á. Tới công chuyện cá với kinh thì biết cậu. Nãy anh hai đem cá rồi kiến lên hết hồn luôn. Sao bự dữ vậy ta? Dạ. Quá dữ rồi. Cậu ơi,
Đây con đây cậu ơi. Cô ba miền Tây ơi. Này cô ba miền Tây. Mà nó vàng không hả anh? Nhưng mà nó không có đen. Bao vô rồi bao. Quả này mấy cá lô tiếng này nó bự rồi. Vô kiểu thơm rồi. Thứ gì mà chịu nổi thế này. Sáng giờ đó. Ê, con nữa. Đi đúng điểm rồi đó. Con nữa. Con loại từ bên kinh lớn qua tới kinh nhỏ luôn. Sâu quá. Quá sâu rồi. Này cái nhỏ, cái lớn này thấy cái đuôi nó nhỏ. Dạ, cái cây à. Quá cây đó nó nhổ đưa nó. Sẵn anh bắt luôn đi cho nó khỏi quậy. Bắt luôn ha. Dạ. Bắt luôn này phê mỏ dữ à. Phê mỏ à. Này phê mỏ đó. Nghe lục tiếng không à. Trời ơi đụng nó làm sao ra nè. Nó không chịu ra không phải như cá chê. Ờ. Quá. Ê cái gì nó ra sau lưng kìa cha. Đó đó, ở trên đó đó. Đợi xuống. Ôi ôi, nó bự. Nó quậy bởi vì lỡ bờ. Ê, đây nè, nè, nè. Vô. Đó. Nhỏ. Rồi, chui xuống bọng luôn rồi. Dạ. Mấy cái đồ kiến này mình đựng bằng bao luôn. Chú lớn đựng không sể luôn rồi. Nào đâu chẳng. Quá sâu rồi. Cái này dài bớt. Ít sâu dữ rồi. Gặp cái sâu gì hết rồi. Dính con nữa. Đưa 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 anh cùng quán. Cá 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 cá. Quéo ngàn cá không kìa. Quá bự rồi. Không ra mà được. Cái này có anh Thi với anh Quốc. Rồi. Dễ gì chạy khỏi. Dễ gì chạy khỏi cha. Trong hang đó hả? Đó, dạ, hang của cha đó. Dạ, dạ. Có một lỗ nước chút xíu. Nữa kìa. Không ngờ chú. Chỗ này mà có lô kiến dữ hả cậu? Lắm mà. Mai tao vào cái vùng này luôn à. Phía bên đây là trồng gì cha? Đậu hả cha? Đây mới nó đậu gì quên đây. Đậu đũa lùng. Đậu đũa lùng chơi. Ủa bữa nay cá bự không á chị? Thiệt không là đúng không? Từ hồi làm clip tới giờ mới có đợt này là cá rô kiến bự nhất đó cả nhà. Con luôn. Rồi. Kiếm cho con cái bao đi. Ê, 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 ê
Chàng ơi kìa múc ơi. Bự quá chị ơi. Anh già. Nè. Kìa liên tục luôn á nhà ơi. Quá rồi. Đây gánh về. Hai cha cậu Tư anh nho. Vô nguyên cái ha ổ tàu ngầm rồi. Vô hàng vô hàng. Mấy con này bự nó nhiều gai lắm. Gai nó dữ lắm chị. Kìa. Vô đây con nè. Đây rồi. Quá mập rồi. Đầy luôn rồi chị. Không có kiếm được địa điểm thứ hai luôn á cả nhà. Mẹ. Nè 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 nè. Thích hết nổi vậy trời. Mẹ trời cùng lên trái coi. Ơi trên rồi. Một chỗ rồi. Trời ơi ừ, em này sao mà trời là đen. Đen đen. Quá đen rồi. Quá đen rồi. Ôi ôi. Quá lục biến rồi. Chữ văn cơ mọi bên kia tôi bắt mới ra hết rồi. Ngồi ông cho nó xin cái đau không á. Ở đây mở hết rồi phải không? Hôm qua bắt ra anh. Quá. Lôi luôn một cái. Ôi, bữa nay mà công an đi lấy dấu găng tay cũng như thua luôn. Bắt, bắt cái lô kiến là mất hết găng tay. Nằm đâu sẵn ở dưới hả chàng? Ôi, hai con. Hai con luôn. Chạy. Coi nè, nó chạy rồi nè. Cái nhà. Cậu Tư ơi, vô chợ kiếm cái bao cậu ơi. Chạy rồi. Kỷ lục luôn. Cái lô kiến vàng tươi uống rượu. Con nào mấy con bự lắm luôn. Bự. Nè. Ông kia. Kiến đều do. Thứ gì chịu nổi cái này. Cái này gai lắm em ơi. Quải quải đâm lắm. Lôi đi. Lôi ra tới góc dừa đi rồi mình sang. Vậy là cái hang kìa cậu Tư kìa. Bỏ bên đây nữa rồi. Cái ông bọng anh Nho bắt nãy bển là đâu có ăn thua gì bên đây. Cái đó là nhắn mà. Ôi trời ơi, chút chạm. Có cậu Tư sao vượt khỏi được. Ở cái hang quá sâu rồi. Lên thôi cùng éo quá quay. Ba này có chuột luôn nè. Còn có một khúc mà cậu ơi. Vô kiếm cái bao đi chơi. Bắt hết đi rồi mình về mình ăn phần nào ăn còn phần thì mình chia sẻ. Bự lắm nó cậu ơi. Để mơi nó lội ra xong hết. Để một ngày là nó phá bờ một ngày. Tôi đi kiếm bao luôn rồi cả nhà. Kỷ lục bắt cá lô kiến từ trước tới giờ luôn á. Cái chỗ mà nhỏ xíu à mà cá lô kiến vừa bự vừa mạnh bạo vàng luôn mà dễ bắt nữa. Mà xung quanh là trồng cà này cả nhà, trồng cà trồng đậu. Ôi ơi cá lô kiến nó chạy kìa. Kìa thấy ham luôn không, chạy lú lưng luôn á. Con trước
sáng giờ mấy cho con đi từ bên kia qua cả nhà. Đi về bắt không có điếm điếm cá trên đầu ngón tay luôn á. Qua tới đây là ngay ổ luôn. Tốt còn hen. Dạ. Do mới thấy luôn hả cha? Mới thấy đó. Mới thấy thiệt luôn á. Dạ. Chỗ mình là dạ. Cái lô kiến cũng nhiều thì cả nhà, nhưng mà đó giờ chưa thấy cảnh này. Bao tới rồi chị ơi. Cái này ha. Chị cô Tư có kiếm được cái bao em ơi. Chỗ mình thì không có giá, nhưng chỗ khác có giá lắm cậu. Ừ. Này mình sang qua cả nhà, mấy xách về nổi. Bự nè. Con nào con nấy thấy ham. Này chắc thịt nó dai dữ lắm. Ngon lắm, cá bự là thịt nó ngon. Dạ. Con đường này rồi mấy cho con đi ra đi về luôn đó nha. Buổi sáng là mấy cho con định đi bắt mớ cua về nấu canh với mớ cá, mà không ngờ là tình thế thay đổi, đi qua bắt được một bao cá lô kiến. Ủa mình về ra ngoài mình về luôn cậu. Hai túi cả nhà. Quá gì? Quá khủng khiếp luôn. À, bên đây. Cặp. Cặp đã cặp. Bởi vì cái bác trồng rau trồng đậu nãy nói nó phá bời lắm cả nhà. À, sâu sâu không à? Nặng lắm á cậu. Đây đây cậu.
mắt đó giới thiệu. Chỉ vì mấy giờ con xuống cái mương này nè, cá rô kiến dữ lắm, ai ngờ đâu thiệt cả nhà ơi. Lần đầu tiên mới thấy cảnh này luôn á. Cá thì do à. Bự khủng khiếp thiệt cha. Anh Năm anh mừng dữ lắm á. Có người anh nào quen anh nè. Ruộng dưa. Anh chồng đổi giống cái chồng lại rồi. Chồng đậu 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 đũa ngắn. Lo bắt không à, quên uống nước luôn. Bắt gì sao không ham anh? Quá ham. Quá tràn luôn á. Bắt cá chê cá rô rồi bữa nay bắt lô kiến nha. Ham thiệt. Mà không phải bắt lô kiến bình thường nữa cha, không cần phải kiếm từng con nữa chứ. Lúc đầu mới vô rồi cái lỗ đó. Anh thấy sao mà bắt dễ ăn quá tài à, nó đi lại mấy cái mặt đập đây thử. Đi lại cái thánh thù ơi. Hết ham luôn á. Nước cũng hay. Rồi giờ mình đi về thôi cả nhà. Mười mấy ký luôn em. Cuối cùng thì mấy cha con cũng vô tới bờ cả nhà. 25 phút đi bộ. Bắt dặn lên đầu cái nhỏ bánh á. Sao không cá lô kiến gì vậy? Bắt theo mấy cái đầu đường mương nhỏ ngang chừng thước rưỡi nước. Thì ngang chừng nhiêu đây, nước có nhiêu đây hả? Ừ, đó cá. Bây giờ tới cái lúc mà mấy chị em mong chờ nhất là cả nhà. Chắc cả nhà cũng mong chờ đến lúc này xem thành quả. Nay mình được 2 túi luôn. Nửa bao bự với một túi lưới. Cùng lứa lứa không mà nó bự như vậy nè. Hồi cái này nó bị kẹt rồi. Hồi mình lụm vô cái bao trắng hết luôn em. Mình làm món một phần, còn phần lụm vô để vô bao trắng, không để vô túi lưới. Nó bị dây dướng ngạnh. Không xuống. Bự bự không cả nhà. Đúng tàu ngầm luôn á. Cái này là tàu ngầm loại đặc biệt không nè. Ủa cả nhà hả. Còn mớ cá hồi sáng mình bắt đâu à chị? Nó vô đó luôn hả? Sáng được bắt cá chê với cá lóc cả nhà. Dạ. Được mấy con cua.
Sáng nay cha đem dưa leo heo để mình nấu canh với con cua nè cả nhà. Nhưng mà bắt cua thất thu rồi. Bây giờ mình đổi sang ăn cá lau kiến. Rồi quay cho cả nhà xem. Xong rồi phần cái lô kiến mấy chị em mình bắt lại để vô bao cái rửa. Còn phần nào mình ăn thì mình mặn liền. À, bữa nay mình sẽ làm cái lô kiến hấp xả. Nãy giờ mấy chị em cũng làm rồi nè. Dạ em sẽ nêm. Đúng rồi. Đây là mấy chị em có chắc một lớp xả phía dưới cả nhà, ở trên một lớp. Rồi cái lô kiến cũng chắc vô xong rồi. Mình nêm ít gia vị cho nó vừa ăn. Rồi bắt đầu mình cho lên bếp. Nhớ nắp lại lại luôn đi em ơi. Cho nhanh sâu đi. Trong vỏ xích. Nói gì? Chiều qua tới bà buồn rồi. Bộ YouTube nó cấm không cho mình nhậu hả? Ăn quanh quá, buồn quá cũng ngon. Có luôn. Nãy giờ luộc cái hấp cái nồi cá lau kiến nó cũng sắp chín rồi cả nhà. Trời đổ mưa luôn rồi. Mở ra một cái anh. Thơm quá. Mấy con ở dưới đã chín rồi đó, mình đợi mấy con ở trên cho nó sôi nó hơi lên chút nữa là được. Ôi thôi nhà hàng làm sao cá lau kiến hấp xả chấm với muối ớt cả nhà. Ăn với cơn mưa lim râm. Thử rồi. Bà cậu ăn cơm cá lau kiến cho bà cậu. Mình cho mỗi cái dĩa một con trước đi cha. À, bữa nay mình dĩa bên Nhật gửi về. Nay mình định đem đồ thôi nấu cơm á cả nhà, mà tình thế thay đổi rồi. Ăn cá lau kiến này để vô cái chén đâu có đủ nên mình để vô cái dĩa gì nè. Ngon rồi đó đi. Quên. Đi cái chén cha đưa chén cha. Rồi chén nhỏ đi. Uống nước cho ấp. Cho anh hai đồ đũa với em. Giờ mình làm món này xả nhiều thơm cả nha. Rồi, biểu hết rồi. Rụng luôn. Mấy này ở dưới. Rồi con xin mời cha cậu Tư dùng cá lau kiến, xin mời cả nhà luôn nha. Trước khi gia đình mình với anh Tư ăn cá lau kiến ngoài đồng với đất đai Phước Mộc bên ngoài về ăn uống. Mời cả nhà ăn lau kiến với gia đình. Cái này cũng đói bụng rồi. Lâu lâu mình đổi hướng ăn cá lau kiến chấm mưa ớt. Thì bắt cái kia không có dính ngay cái lồng kiến ăn luôn. Thôi chả nước miếng quá nhà. Mà cả nhà mời nhà cá bự mới chơi nhắc. Quá ngon. Em thiệt. Rồi mời cả nhà luôn nha. Ừ.
chắc dài. Nó dài dữ lắm luôn á, ngon như thịt gà luôn á, tại nó bự á, nó dài mà thơm xả, thêm nếm nước rồi vừa ăn ngon. Dạ mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Đồ này cái ổ lộc kiến hên. Nãy hôm đâu phải đi lúc nào cũng muốn trúng đâu, đi cũng có bữa này bữa kia. Hên đi sao trúng luôn ngay luôn cá lô kiến này, chứ thôi bữa nay cũng chết quớt. Bữa nay bắt cua mà trúng lô kiến. Không phải mình không đem dĩa nha cả nhà, tại sáng dự định là mấy cha con đi bắt cua về nấu canh với cá này á kìa, bữa nay đi bắt nó không trúng. Gà con cá lô kiến nên không có dĩa giết gì. Nhìn thấy nè, sớ cá này nó ngon thấy ghê không. Quá sao ngon, không còn gì bằng. Nạc của nó này cả nhà, hết cổng cục nạc nó ngon cả nhà. Đâu còn cái chén nào nữa hai ba? Còn hai chén nữa. Thấy vậy chứ làm hai con muối ớt quá ngán rồi cả nhà. Ừ. Thật không cả nhà, chứ nhỏ cũng được vậy chứ. Thật, nhỏ. Cái này ba con là dư nửa ký á cậu, dư nặng dữ lắm. Mời cả nhà hấp miếng nước ha. Thấy vậy chứ làm hai con rồi ngán rồi, lại còn nhiều nước miếng hết trời. Ba phát caramel, thấy cũng tự ăn như thấy thèm không caramel. Ai hấp nước rồi nó thơm xả. Nhìn vậy chứ hồi ăn con rồi cậu ơi, con à? Dạ có thể mình ăn cái gì nào tối mình bắt con coi mình còn chảy nước miếng. Con về con chỉnh liếp con cũng giống vậy như cậu nói vậy đó, chảy nước miếng. Nước làm miếng thịt này ha. Cá lô kiến này mình bầm ra mình làm chả được không nha? Dài lắm anh. Chưa biết. Chứ cái này mà nếu như mà bầm ra được mà làm chả ha, mà được cá lô kiến bự này ha. Hơi bị ngon đó. Anh không có bầm lọc ra vậy đó rồi lấy làm khô. Thứ gì bầm? Rồi một nắng á. Cá lô kiến nó nằm dài cái nha. 1/3 tấm lá chuối luôn á, bự á. Mình nhà mua được cái dĩa này cũng im à. Cái dĩa kia để không vừa. Chứ người ta bán bắp hầm ta cũng để trong lá chuối đó cha. Ừ. Thơm. Lá chuối non mình sạch nè. Mình ăn được. Nghe nói cái lô kiến ăn ngon nhất cái đậu cả nha. Đúng rồi. Béo. Không biết làm sao. Không biết thích con ơi. Dạ. Như con đó, cũng không ăn được. Không thích. Nói chung là đừng nói ngon nhất cái đầu, nhưng mà phải nói là béo nhất cái đầu. Chứ không nói ngon nhất cái đầu được. Cái đầu thịt nó có thịt đâu bằng ngon bằng cái răng đúng không? Ngon nhất. Béo nhất là cái đầu. Mà ăn thịt quá nó ngán quá. Có xương xương núc mà ngọt. Thì để thịt tôi ăn. Núc thì nó ngon. Tôi ăn hoài được hoài không ơi, không ngán quá. Để đi. Mà đúng thiệt cái đầu nó béo thiệt. Béo ngấy luôn. Cái đầu này nhậu mấy ly mới hết á. Này có mấy ly nào đâu, không có ly nào cũng hết vậy. Nào giờ bữa nay mới bắt được cá lô kiến bự khủng gì luôn. Quá cứng. Đầu béo lắm rồi. Tôi gặp mấy anh đưa trên mạng ở Sài Gòn, nó đưa lên mạng cá lô kiến nó bỏ bụng ra nhét cũng xả vô cổng á. Nước trời ơi, anh chặt tay phải năng tôi chảy nước miếng á. Qua ngày cha tôi nó đi đồng kiếm
bắt lâu kiến cầm bữa đó bắt hơn được mấy con. Hồi nãy mưa chứ không mưa là tính qua nướng đó. Mình mưa đó mình xem người ta làm mà mình chảy nước miếng là cái clip của người ta thành công đó cậu. Một loại hấp xả. À, bữa thịt nè. Khó kiếm cái lô kiến bự gì ăn lắm nè. Chúng luôn đó. Nói được trước mình ăn cũng nhỏ nhỏ không hả cha? Nhỏ không. Có cái bệnh gì như bữa nay. Ăn nhỏ nhẹt. Nhỏ không? Đi kêu ba độ. Ông ta bà cậu độ. Dặn dặn đi đúng luôn. Không mà mình đi qua bển được ông bác ông chỉ nữa. Nói nữa. Cá quá nhiều nữa mình xuống mình gặp nguyên ngỗ luôn. Chèn ơi. Không còn gì bằng. Chung chỉ không chỉ họ cũng mò vô tới à, trai mình xuống đó rồi. Anh phóng xuống cái đường mương đó rồi mà. Ngó em hàng nhóc hết trơn. Đó lúc mà anh bắt đằng kia đó, hàng ít hơn. Mà 6 7 8 con. Thấy tay cái này là cả nhà. Mà cả nhà nha. Mà cái kiến này không có trứng ha. Bẻ rồi. Không có trứng vậy đúng rồi đó. Mà sao nó mập dữ ta? Con nào trong mà không có trứng. Hàng nào cũng có đụng trứng đụng trứng. Vậy hả? Ừ. Để đẻ luôn đó. Đẻ hết trơn luôn. Toàn bộ luôn. Hàng nào em thọt vô cũng có đụng trứng hết. Ăn cá lô kiến này thì nó hơi dơ tay chút nha cả nhà. Ngọt men. Ăn bắp mới ngon. Một lô kiến, hai bu vàng. Đẻ một cái. Ăn bắp mới ngon quá. Nóng. Không phải không muốn bóc mà nó nóng quá nóng. Phào mỏ. Thấy vậy trong cái đít nào nó còn nhiều dữ lắm luôn. Đầy nổi đó anh, cỡ mười mấy con á. Ba. Anh nhớ có lần mà mình bắt cá lô kiến vậy nè. Mình lột vỏ rồi mình phơi một nắng đem vô mình chiên đó. Ừ. Thôi rồi. Kêu là gì sói mỡ gì nhúng mỡ gì đó. Đợt đó là hư hai cây kéo. Hư mấy cái da tay luôn á. Mà cao kiến nhỏ nha, còn cái này bự là còn dữ nữa. Người ta mặn hay quá con. Chuyên nghiệp rồi. Ừ. Ta có cách chơi, còn mấy em nghiệp dư. À, gà. Dạ thì để cho mấy cha con với cậu Tư tiếp tục dùng cá lô kiến thì xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.